Vâng, thưa quý vị, như thường lệ thì những chuyến hành trình của khởi nghiệp luôn bắt đầu từ sáng sớm như thế này. Tuy nhiên thì hôm nay chúng tôi sẽ có một chuyến đi rất đặc biệt đến một địa phương mới hoàn toàn với những làng xóm mới và đặc biệt là một nông hộ mới sẽ được tư vấn. Đó là nông hộ nào và địa phương chúng tôi sẽ đến là nơi nào thì hãy theo dõi tiếp những phút tiếp theo của chương trình nhé. Xã Khe Mo, huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên là điểm đến của chương trình khởi nghiệp lần này. Và đây là nhân vật của chương trình. Ông Bùi Văn Quyền, sinh năm 1969. Ông từng có hàng chục năm làm nghề xây dựng, một công việc vừa hao tốn sức lực, vừa chứa ẩn nhiều rủi ro. Cái thứ nhất là công việc nặng nhọc mà cái mùa... Về mùa nắng, nó nắng lắm, hôm mà đứng ở trên giáo nó nắng cảm tưởng mình quay cuồng, rất là vất vả. Mưa là cũng không làm được việc, có khi làm được một buổi, đi làm xa nhưng mà đi đến nơi làm được nửa buổi, mưa lại phải về. Đấy, cho nên là nó cũng rất là bấp bênh. Vất vả, thu nhập thấp, thế nhưng ông Quyền vẫn phải kiên trì với công việc xây dựng này. Bởi theo ông, ngoài nghề này, ông không thể làm thêm bất cứ nghề gì khác vì vốn kiến thức, kinh nghiệm không có. Thế nhưng cuối năm 2017, biến cố đã xảy ra khiến ông Quyền phải thay đổi quyết định. Ngã giáo, nên là rơi từ trên giáo xuống. Thế là sau ấy là phải nghỉ mất 2 tháng là không làm cái gì được. Tôi là cũng không muốn là cho đi làm cái nghề đấy nữa, mà muốn là tìm ra xem là làm cái nghề gì nó hợp lý hơn. Nhưng lúc đấy là cũng đang bế tắc, cũng chưa tìm được cái hướng nào đi nào cả. Thế là sau mà cuối cùng cùng với một số anh em bạn bè với chăn nuôi thì mới tham gia và thôi bây giờ như thế rồi thì tôi về chăn nuôi. Nghe lời khuyên của người thân, bạn bè, ông Quyền quyết định thả nuôi 200 con gà di lai thương phẩm. Vừa chăm sóc gà, ông vừa mò mẫm tìm hiểu kiến thức chăn nuôi, chủ yếu là qua học hỏi kinh nghiệm của những người dân trong vùng. Thế nhưng vạn sự khởi đầu nan, con đường khởi nghiệp ở độ tuổi 50 của ông đã không thể suôn sẻ ngay từ thời điểm ban đầu. Nuôi thì mình kinh nghiệm không có. Chuồng trại thì mình kiểu cũng tận dụng những cái chuồng mà ngày xưa mình nuôi trâu nuôi lợn thôi, cho nên là nuôi nó cũng không đảm bảo cái đấy, đâm ra là nó cũng sinh ra rất nhiều bệnh, thế là cũng rất khó khăn. Bệnh thì mình không biết con gà nó bị bệnh là nó như thế nào, thậm chí nó ốm nó bỏ ăn thì mình chỉ biết là nó ốm nó bỏ ăn thôi, còn chẳng biết là nguyên nhân lý do nó làm sao nó mắc những cái bệnh gì. Chưa biết cách chữa như nào, cứ đi ra hiệu thú y thì người ta bảo nào thì mình chữa thế. Chữa rất là nhiều thuốc nhưng mà nó không hiệu quả. Nửa năm bắt tay vào chăn nuôi gà, lãi đâu chưa thấy, chỉ thấy dịch bệnh, hao tốn chi phí và năng suất thấp. Ông Quyền nhận ra rằng thiếu kiến thức chăn nuôi là nguyên nhân chính dẫn đến tất cả những điều đó. Tưởng chừng sẽ phải từ bỏ công việc mới vừa hình thành này, nhưng mọi quyết định đã thay đổi hoàn toàn nhờ vào một chương trình truyền hình. Với các nông hộ mới, chuyên gia sẽ tiến hành khảo sát lần lượt các bước cơ bản. Bây giờ gặp chương trình khởi nghiệp một cái thì thật sự là lúc đấy là như tất cả như vỡ òa luôn. Lúc tôi bắt đầu xem thì là khởi nghiệp cũng được mấy năm rồi. Nhưng mà tôi để xem từ chương trình đầu tiên, chương trình cho tôi không những cái kiến thức về chăn nuôi, còn cho tôi rất nhiều các cái kiến thức trong cuộc sống nữa. Chúng tôi mà được gặp được những chương trình như này thì đúng thật là không còn có một cái gì gọi là may mắn hơn trong cuộc sống nữa. Niềm vui, sự mong mỏi và những hy vọng của ông Quyền đã được ông trình bày rõ trong hồ sơ gửi về ban tổ chức chương trình. Nguyện vọng của ông là được tham gia chương trình với mô hình nuôi 1.000 con gà thương phẩm và số vốn 120 triệu đồng.
Liệu ông Quyền có thể vượt qua những tiêu chí khảo sát đầu tiên để trở thành nông hộ tiếp theo của chương trình khởi nghiệp hay không? Tất cả sẽ có trong những phút tiếp theo của chương trình. Quý vị và bà con, ekip của chương trình khởi nghiệp đã có mặt tại xã Khe Mo, huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên để khảo sát những điều kiện chăn nuôi của nông hộ Bùi Văn Quyền. Chuyên gia sẽ cùng đồng hành với buổi khảo sát ngày hôm nay là Thạc sĩ Phạm Đức Vũ. Thưa chuyên gia, là trong hồ sơ mà bác Quyền có gửi về cho chương trình thì bác Quyền có nói là có cái nguyện vọng là muốn khởi nghiệp với mô hình là nuôi gà thương phẩm với cái tổng số vốn là 120 triệu đồng và 1.000 con. Theo chuyên gia đánh giá thì cái nguyện vọng này có khả thi không ạ? Với cái mức kinh phí như vậy mà nuôi 1.000 con thì chắc là hợp lý. Thì chúng ta bây giờ phải khảo sát thêm thì mới có cái kết luận cuối cùng được. Đứng ở đây thì chuyên gia cũng có thể nhìn qua một lượt về cái điều kiện tự nhiên cũng như là cái vị trí ở đây. Thì nếu mà nuôi gà ở cái khu vực này thì liệu là có ổn định về đầu ra không ạ? Cái vùng Đồng Hỷ, Thái Nguyên này thì nó cách thành phố Thái Nguyên không xa. Nó độ khoảng gần 20 cây thôi. Thế thì chắc là thị trường đầu ra nó thuận lợi thôi. Chỉ có điều là chúng ta khảo sát kỹ về cái điều kiện tự nhiên ở cái khu vực nhà bác này. Xem cái mức độ dân cư, xem nó có phù hợp không, với hai điều kiện chăn nuôi nó có chịu tác động bởi các yếu tố ngoại cảnh không. Ví dụ như nếu gần khu dân cư quá thì nó cũng sẽ bất lợi cho cái quá trình kiểm soát dịch bệnh. Như vậy là phải thực tế khảo sát thì mới biết được là gia đình bác Bùi Văn Quyền có đủ các điều kiện để tham gia khởi nghiệp hay không. Và chắc là bác Quyền cũng đang rất là mong ngóng chuyên gia rồi, thì chúng ta sẽ đi vào để khảo sát. Chúng ta tiến hành khảo sát. Vâng. Bác Quyền ơi. Chào chương trình, chào chuyên gia. Trong thư gửi về thì cháu thấy bác có viết là bác ấy rất hay xem chương trình khởi nghiệp. Bác có đoán ra đây là chuyên gia nào không ạ? Đây là chuyên gia Vũ. Đấy, hình ảnh trên TV là rất là nhiều, nhưng mà hôm nay rất là hân hạnh được trực tiếp bắt tay chuyên gia. Hy vọng rằng là hôm nay lên khảo sát bác sẽ có rất nhiều cái thuận lợi. Vâng. Xã Khe Mo, nơi gia đình ông Quyền đang sinh sống và dự định xây dựng chuồng trại nuôi gà, là một xã thưa dân nằm ở phần trung tâm huyện Đồng Hỷ, cách thành phố Thái Nguyên khoảng 15 km. Người dân tại đây có truyền thống trồng cây chè lâu năm. Gia đình ông Quyền cũng có gần chục sào trồng chè và là thu nhập chính của gia đình trong nhiều năm. Công việc chăm sóc cũng như thu hái chè trước giờ do một tay bà Xỉu, vợ ông Quyền đảm nhiệm. Thu nhập cũng chỉ vừa đủ cho chi tiêu trong gia đình. Chủ yếu là thu nhập chính là cái nguồn chè thì mỗi một tháng là được 7 triệu. Còn ruộng thì nói chung là cũng không được mấy. Giờ đây, có được số vốn nhỏ, ông Quyền quyết định đầu tư cho chăn nuôi. Mặc dù đã nuôi thử vài trăm con gà di lai, tuy nhiên từ kỹ thuật xây dựng chuồng trại, con giống cho đến kiến thức chăn nuôi, tất cả vẫn còn là con số 0 đối với ông. Đó là lý do ông Quyền cần đến sự tư vấn của chuyên gia chương trình khởi nghiệp. Bây giờ bác đang nuôi một vài trăm, nó khác mới lại nuôi một vài nghìn con. Bác, mình mà không có kiến thức, không chủ động tất cả mọi vấn đề về kỹ thuật ấy, thì rất khó khăn. Đối với bà con nông dân chúng tôi là vốn thì có thể cách này cách khác thì huy động được. Nhưng về kiến thức thì thật sự là không thể, khó khăn, không thể vay ai, không thể mượn ai được. Nhiều hỏi bác một chút, cơ duyên nào bác lại chọn được cái chăn nuôi để khởi nghiệp? Thực ra thì cái chăn nuôi thì cũng có một số anh em người ta cũng chăn trước rồi. Hầu như không quản lý được dịch bệnh. Thế cho nên là chăn vào chỉ được một, hai lứa đầu là cũng có lãi đôi chút. Nhưng mà từ lứa sau thì càng cố thì càng kiệt quá. Thế là cuối cùng là chuồng bỏ không. Như vậy, nếu tham gia khởi nghiệp, mong muốn của ông Quyền là được tư vấn từ định hướng sản xuất, chuồng trại, con giống cho đến kỹ thuật chăn nuôi và đầu ra sản phẩm. Tuy nhiên, chuyên gia Phạm Đức Vũ sẽ tiến hành khảo sát trước các tiêu chí, bao gồm số vốn, nhân lực, vị trí địa lý, chuồng trại chăn nuôi. Khi mà quyết định lựa chọn để chăn nuôi gà thì bác có tìm hiểu cái đầu ra ở khu vực mình đây thế nào không? Cái này cũng tìm hiểu
qua cái số anh em chăn nuôi thì là cũng nếu như mà chăn được cái giống ở đây đa phần là chăn cái giống gà Di Lai thì nếu như mà cái chăn được cái con gà nó đẹp một chút thì cũng bán cũng dễ bán thôi. Thế là cũng xe, hầu như xe cũng toàn các cái xe ở phía xuôi Hà Nội tức là lên bắt, thế là cũng không khó khăn lắm. Thế nhưng mà với điều kiện là mình cũng phải chăn được con gà nó cũng trông cái mẫu mã hình thức nó cũng phải là đẹp. Theo tìm hiểu của ông Quyền, một số trang trại tại địa phương chọn giống gà Di Lai để chăn nuôi và đầu ra của giống gà này tại địa phương khá ổn định. Giá bán dao động từ 50 đến 55 nghìn đồng 1 kg tùy từng thời điểm. Sau đó, dự định của ông là chọn gà Di Lai để khởi nghiệp. Tuy nhiên, ông Quyền cũng nhận thấy giống gà Lạc Thủy có giá bán cao hơn nên muốn chuyên gia tư vấn thêm về giống gà này. Với đối tượng là gà thịt thương phẩm thì cái quy trình kỹ thuật chăm sóc nuôi dưỡng là giống nhau. Bác nhá, đấy là một cái mà chúng ta có thể khẳng định là chuyển từ con Di Lai sang con Lạc Thủy không có vấn đề gì, không vấn đề gì khó khăn. Mà quan trọng nhất là bây giờ cái vấn đề thị trường, vấn đề đầu ra. Ví dụ như ở đây mà các cái thương lái mà người ta quen bắt cái gà Di Lai rồi thì chúng ta sẽ làm khởi nghiệp bằng cái con gà Di Lai đó thì nó cũng sẽ hợp lý hơn. Chuyên gia Phạm Đức Vũ cũng phân tích, so sánh những đặc điểm của hai giống gà, gà Lạc Thủy và gà Di Lai để ông Quyền dễ dàng lựa chọn. Gà Di Lai có thời gian nuôi ngắn hơn so với gà Lạc Thủy. Theo đó, để gà trống đạt trọng lượng 2,3 kg và gà mái 1,8 đến 2 kg thì thời gian nuôi của gà Di Lai là 115 đến 135 ngày. Trong khi đó, thời gian nuôi của gà Lạc Thủy phải tới 170 ngày mới đạt trọng lượng này. Về giá cả con giống, gà Di Lai có giá từ 7 đến 8 nghìn đồng một con, gà Lạc Thủy có giá trên 10 nghìn đồng một con. Gà Lạc Thủy có sức đề kháng, mẫu mã, chất lượng thịt và giá bán cao hơn so với gà Di Lai. Ngay bây giờ bác có quyết luôn được là mình chọn như thế giống gà gì không ạ? Thế mẹ ngài thích nuôi gà ta hay như nào? Nếu nuôi gà ta là gà Lạc Thủy đấy. Thế còn trước mắt thì cứ chọn con gà này, gà của mình đang nuôi. Di Lai. Rồi, thế nhất trí thế. Để nuôi được 1.000 con gà Di Lai thương phẩm một lứa trong hơn 4 tháng, ông Quyền sẽ cần tới một khoản chi phí tối thiểu như sau. Tổng chi phí khoảng 108 triệu đồng. Như vậy, với số vốn có sẵn là 120 triệu đồng, ông Quyền hoàn toàn có thể khởi nghiệp với 1.000 gà Di Lai thương phẩm. Chuyên gia đã tư vấn được cho mình cái chi phí rồi. Thì là chi phí đấy là đủ đúng không ạ? Đúng. Còn về mặt nhân lực thì hiện nay ngoài cái việc là mình xác định là nuôi gà thì gia đình có đang làm thêm cái gì không? Gia đình thì cũng mỗi người mà một việc ấy. Vợ tôi thì là chuyên về khoản chè, ấy là hầu như nếu như chăn gà là không giúp được gì. Đấy, nhưng mà cái cơ bản là về chăn nuôi thì là có tôi. Và hỗ trợ thêm tôi nữa là có con dâu. Thế hai nhân lực là được rồi. Thưa quý vị và bà con, đây chính là đàn gà Di Lai mà ông Quyền đã nuôi thử nghiệm trong một thời gian dài vừa qua. Đây cũng chính là giống gà mà gia đình ông Quyền lựa chọn để tham gia chương trình khởi nghiệp. Xét về vốn cũng như là nhân lực thì nông hộ Quyền đã đủ điều kiện để tham gia khởi nghiệp. Tuy nhiên thì vẫn còn một vài tiêu chí nữa mà chuyên gia sẽ phải kiểm tra ngay sau đây. Hai tiêu chí tiếp theo sẽ được chuyên gia kiểm tra, đó là điều kiện tự nhiên và chuồng trại. Đây là khu đất mà ông Quyền dự tính sẽ xây dựng chuồng nuôi gà. Tổng diện tích của nó là hơn 1.000 m². Khu đất này cách nhà ở khoảng 200 m và được bao bọc xung quanh bằng khu đồi keo và nương chè. Một phần đất đã được ông Quyền san phẳng, vật liệu xây dựng cũng đã được mua sẵn để chuẩn bị cho công việc làm chuồng trại. Liệu ông Quyền có vượt qua được những tiêu chí tiếp theo hay không? Hiện nay là ở đây khu vực này là chắc là chỉ có nhà bác với lại một vài nhà nữa đúng không? Vâng.
Cái này thì dân cư ở đây là nói chung là bà con ở nó cũng thưa. Và vậy thì với điều kiện vị trí như hiện nay có bác ở đây và qua quan sát thực tế và đánh giá thì tôi cho rằng là ở đây là cái khu vực mà có thể chăn nuôi rất thuận lợi. Bác nhá, nó cũng có dân nhưng mà nó rất thưa. Mà ở cái khu vực này chỉ có mỗi nhà bác thôi, đây toàn bộ đây là có diện tích nhà mình hết. Thì mình sẽ kiểm soát được cái vấn đề dịch bệnh. Theo chuyên gia Vũ, việc chuồng trại xây dựng gần khu dân cư có thể gây ra nhiều hệ lụy. Thứ nhất là hoạt động chăn nuôi có thể gây ảnh hưởng đến đời sống, sinh hoạt, sức khỏe của người dân nếu như việc xử lý chất thải không tốt. Mặt khác, chuồng trại quá gần nhà dân sẽ là điều kiện bất lợi trong việc phòng ngừa dịch bệnh cho đàn vật nuôi. Như vậy, về điều kiện vị trí xây chuồng trại, ông Quyền đã đáp ứng được. Tuy nhiên, vấn đề nằm ở đây. Thưa quý vị và bà con, đây chính là khu đất mà ông Quyền đã san phẳng để chuẩn bị làm chuồng gà. Tuy nhiên thì ở ngay đằng sau tôi đây, ở sát với khu đất thì lại là một nương chè được canh tác theo lối truyền thống. Liệu cái điều này thì có ảnh hưởng gì đến đàn gà hay không? Gia đình ông Quyền có sử dụng những hóa chất bảo vệ thực vật trong danh mục cho phép để phòng trừ bệnh cho cây chè và có thời gian cách ly hợp lý đối với thời điểm thu hái. Tuy nhiên, theo chuyên gia, trong những ngày sử dụng thuốc bảo vệ thực vật tại các nương chè, thuốc có thể bay theo gió vào khu nuôi gà làm ảnh hưởng đến sức khỏe của gà. Thì khi mà con gà nó ăn phải thì nó gây ngộ độc và nó ảnh hưởng đến sức khỏe đàn gà. Và sau này nó là cái nguy cơ cho gián tiếp an toàn thực phẩm cho người sử dụng. Nó cũng sẽ cố gắng là khắc phục, ví dụ như này hết cái kỳ phun thuốc rồi thì mình mới lại thả gà ra. Đó là cách của ông Quyền. Vậy phương án giải quyết mà chuyên gia đưa ra là gì? Cái thứ nhất là không để cái thuốc đấy nó dính vào cái nguồn nước mà con gà nó uống. Cái thứ hai, ví dụ những hôm mà chúng ta dùng cái hóa chất để diệt trừ sâu bệnh cho chè là chúng ta phải nhốt trong chuồng. Chúng ta không thả ra trong vòng 1-2 ngày. Bác nhá, không thả ra trong 1-2 ngày và làm thế nào đó làm cái hệ thống bạt chè chắn cho nó tốt. Bạn vì ở đây nhà bác là xung quanh là chè hết đúng không? Thế nên là đấy là những cái điều lưu ý. Và hai nữa là ở chỗ này thì mình sau này mình làm một cái lưới B40 mình che quây chắn và không cho gà nó vào trong chè là nó được. Bằng kinh nghiệm nhiều năm làm nghề xây dựng và những kiến thức học hỏi từ các chương trình truyền hình, ông Quyền đã chuẩn bị xây chuồng trên tổng diện tích hơn 1.000 m². Cái này thì cũng để ý ở trên chương trình khởi nghiệp ấy, thế là các cái chuyên gia thạch, chuyên gia sơn, chuyên gia vũ là cứ phổ biến cho các cái nông hộ khác là mình cũng nghe đâu áp dụng vào đấy thôi. Thế là theo cái thế đất của tôi này, nó sẽ làm là hướng đông bắc. Thế mà cái chiều dài nó khoảng 20 m, chiều rộng nó khoảng 8 m. Dự kiến là hai đầu là xây kín. Thế còn hai phía đằng trước và đằng sau là sẽ bê bằng các cái vật liệu mà tận dụng của nghề xây dựng trước đây. Theo chuyên gia Vũ, ý tưởng của ông Quyền khá hợp lý và giúp tiết kiệm chi phí. Tuy nhiên, vẫn còn một số tiêu chí cơ bản về chuồng trại mà chuyên gia sẽ phải giải thích kỹ hơn. Một trong những cái tiêu chí của chuồng nuôi ấy, lền chuồng là phải cao hơn so với lại chỗ thả. Bác làm như này rất hợp lý rồi, được chưa? Thế còn một cái lưu ý nữa với bác là hiện nay của mình là đằng sau chuồng của chúng ta đây là cái đồi đúng không? Thế thì mình phải tạo một cái hành lang ở đằng sau chuồng, được chưa? Hành lang dọc đây để có một cái đường đi để sau này chúng ta vận hành cái hệ thống bạt che chắn. Và mấy hai nữa là mình cũng phải vệ sinh. Thế nếu mình không có hành lang, không có đường đi ấy, là mình chỉ để mỗi rãnh không ấy, thì sau này nước nôi rồi nó tất cả thứ nó bùn ra bã, nó rơi bẩn xuống, mình rất khó vệ sinh. Mình không kiểm soát được dịch bệnh. Bác, từ 80 phân đến 1 m, bác nhá, bác láng sạch đi, được chưa? Để sau này mình dễ đi lại. Và hai nữa mình chừa diện tích còn lại ra để một cái mương để thoát nước về đằng xuôi xuống dưới ao đầu dưới thấp này, đúng không? Được chưa? Đấy thì như thế nó sẽ hợp lý. Thế còn cái hành lang ngoài này ấy,
Thì về yêu cầu ấy, là chúng ta đi lại vận chuyển thức ăn nước uống rất là nhiều, đúng không? Cả một đời gà. Thế và hai nữa là cái hệ thống vận hành của nó cũng yêu cầu nhiều hơn. Thì chúng ta sẽ phải để diện tích là từ 1m đến 1m2. Như vậy, theo chuyên gia Vũ, ông Quyền nên xây dựng chuồng nuôi gà theo kiểu chuồng hở. Chiều dài khoảng 20m, chiều rộng lòng chuồng 7m, mái hiên trước rộng 1,2m, mái hiên sau rộng từ 0,8 đến 1m. Nền chuồng cao khoảng 30 đến 35cm, sát với hành lang sau chuồng là mương để thoát nước. Đối với gà thương phẩm nuôi bán chăn thả, các điều kiện về khu sân chơi của gà cũng rất quan trọng. Chuyên gia sẽ tiếp tục kiểm tra đến tiêu chí này. Thế thì chúng ta sẽ đi xuống dưới này. Bác biết là cái bãi chăn thả hiện nay của bác là toàn bộ là cỏ, xong bác đã dọn đi rồi, đúng không? Với cái bãi chăn thả như này của bác là có một cái thuận lợi là mặt bằng nó sẵn có. Bác chỉ cần vệ sinh lại một chút nữa. Tức là các cây que ví dụ như thế này, bác dọn hết đi, đúng không? Ví dụ như có những cái chỗ hốc hách, ví dụ hốc trũng như này, thì bác san cho nó phẳng lại. Thế là về cơ bản cái bãi chăn thả này của bác rất là hợp lý, phù hợp rồi. Ở đây nó có mấy cái điều kiện thuận lợi cho bãi chăn thả các bác. Cái thứ nhất là bác có cái một số cây lâu năm, nó tạo bóng mát cho gà rất tốt, được chưa? Cái thứ hai là diện tích nó đủ để cho cái con gà nó vận động. Và hai nữa là bác đã quy hoạch cái khu này nó rất gọn, bác nhá. Thì cái kiểm soát gà nó sẽ cũng thuận lợi thôi, không vấn đề gì nhá. Như vậy, về phần điều kiện tự nhiên và chuồng trại, chuyên gia cho rằng đã có những đáp ứng cơ bản. Tuy nhiên, hai tiêu chí này tạm thời chuyên gia vẫn còn bỏ ngỏ do còn một số vấn đề cần hoàn thiện. Đây là gần 200 con gà Di Lai mà ông Quyền đã nuôi được 4 tháng. Theo ông, đàn gà này ngay từ đầu đã không được tiêm đầy đủ vaccine phòng bệnh, cộng với điều kiện chăn nuôi kém nên thường xuyên mắc dịch bệnh. Gia đình ông Quyền đã tốn rất nhiều chi phí thuốc thú y cho đàn gà này, do đó chăn nuôi cũng không hiệu quả. Khởi điểm cũng không biết là khởi điểm từ đâu, thậm chí là mà mua con gà đâu cũng chưa biết là mua ở đâu. Cho nên là cũng rất là mông lung khó khăn. Nhờ người ta mua cho 200 con gà giống này, mình không biết điểm mua, mình nhờ người ta mua cho. Lúc đấy giờ không biết giá thị trường là bao nhiêu tiền một con, không biết, nhưng người ta mua hộ là đúng là 20.000 một con. Kỹ thuật nuôi và con giống là hai yếu tố cực kỳ quan trọng trong quá trình chăn nuôi gà. Sau đó, chuyên gia Vũ sẽ dành chút ít thời gian trong buổi khảo sát ngày hôm nay để tư vấn một số kiến thức cơ bản cho ông Quyền về những yếu tố này. Trong chăn nuôi thì là cái dịch bệnh là rất khó tránh khỏi. Nhưng nếu mà chúng ta biết cách và biết áp dụng những cái biện pháp phòng tránh nó thì cũng sẽ khắc phục được rất nhiều. Mà trong quá trình nuôi con gà thì từ lúc 1 ngày tuổi cho đến trước 45 ngày tuổi là cái lịch vaccine để chúng ta phải tuân thủ một cách triệt để đấy, tuyệt đối đấy, không thể nơi nào được. Cái việc thứ hai nữa là trong chăn nuôi thì mình phải theo dõi sát, ví dụ một ngày là chúng ta phải dành ra rất nhiều thời gian để chăm sóc và nuôi dưỡng nó, đặc biệt là quan sát những cái biểu hiện bên ngoài. Ví dụ hôm nay mình đổ thức ăn cùng với lượng thức ăn như thế mà gà nó nhao ra nó ăn là gà nó khỏe mạnh. Thế là đổ thức ăn mà gà nó cứ tản mát, thậm chí nó cứ nằm, có con đứng, có con lù cù dù, có con thế nọ kia, là mình phải, cái đấy là đến lúc đấy thì nó quá nặng rồi. Bác hiểu không? Vâng, chuyên gia càng nói thì chúng tôi lại càng thấy cái lỗ hổng của mình nó lớn. Thế là cái lúc nó ốm ấy là thực sự nói là thấy lúc nào nó không ăn nữa rồi, nó đứng một chỗ rồi thì mới biết là con gà đấy là con gà nó ốm rồi, không ăn rồi. Chứ còn đến lúc mà nó còn đi lại bình thường như này thì không biết căn cứ vào đâu để mà mình xác định là con gà nó ốm cả. Mình vẫn nghĩ là nó đấy là nó khỏe. Vậy sau buổi khảo sát ngày hôm nay, chuyên gia có nhận xét gì về nông hộ Bùi Văn Quyền? Vẫn có thể sử dụng vaccine, trồng vào cũng được. Với chỗ anh Quyền này, thì cái ưu điểm lớn nhất của anh ấy, hiện nay là anh có một cái đam mê về chăn nuôi. Mà trước khi đăng ký khởi nghiệp thì anh cũng đã bắt tay
vào anh nuôi thử. Và qua quá trình nuôi thử anh cũng đã nếm trải những cái khó khăn. Thế còn một cái nhược điểm, cái thứ nhất là anh chưa xác định được cái mục đích khởi nghiệp của anh. Và cái nhược điểm thứ hai đó là đúng cái thông tin khoa học kỹ thuật đến phổ biến đến người dân bây giờ còn rất hạn chế. Và đây là có phải nói là cái nhược điểm lớn nhất mà chúng ta, những người mà đồng hành cùng với người nông dân sẽ phải giúp bà con chăn nuôi có được kiến thức. Những lỗ hổng về kiến thức chăn nuôi sẽ cần có thời gian để lấp đầy. Còn bây giờ là lúc chuyên gia Phạm Đức Vũ có đồng ý để ông Bùi Đình Quyền trở thành nông hộ tiếp theo tham gia khởi nghiệp ngay từ lần khảo sát này hay không. Thế thì qua cái buổi khảo sát lần đầu tiên này, thì chương trình sẽ quyết định là... Dù vốn và nhân lực là hai tiêu chí ông Quyền đã đáp ứng được, tuy nhiên về vị trí địa lý cũng như chuồng trại vẫn cần thời gian khắc phục theo yêu cầu của chương trình. Liệu quyết định của chuyên gia Vũ là gì? Chung của bác, với những cái tiêu chí cơ bản này thì bác có thể... Ôi rồi, cảm ơn chương trình, rồi không biết nói gì hơn nữa, vui mừng quá. Và mong rằng là bác sẽ cố gắng khắc phục để mình khởi nghiệp thành công. Thế và chúng ta chưa làm được, đó là bác chưa có chuồng trại. Thì bây giờ chúng ta, chương trình đã tư vấn cho bác cách thức rồi, thì bác tiến hành xây dựng chuồng trại và bác lên kế hoạch xem là đến bao giờ mình hoàn thành. Và chương trình sẽ quay trở lại để kiểm tra cái chuồng trại của bác. Đây là một giấc mơ của gia đình, là đây là giấc mơ này, là giấc mơ có thật. Đấy, bây giờ không phải như trước đây là mình phải lần mò nữa, mà bây giờ là mình có người chỉ dẫn dắt cho mình rồi. Chúng ta cũng cần có những cái mà xem xét cái một cách khách quan và cái thực tế mà người ta, những điều kiện người ta cần đạt được. Có những cái mà người ta chưa chạm tới cái tiêu chuẩn mà chương trình đề ra, thì chúng ta cũng cần phải xem xét một cách kỹ lưỡng để tạo cơ hội cho nông hộ tham gia khởi nghiệp. Như vậy, ông Bùi Đình Quyền đã trở thành nông hộ tiếp theo của khởi nghiệp. Tuy nhiên, thời gian tới, ông vẫn cần hoàn thiện một số công việc như sau. Xây dựng chuồng trại theo định hướng của chuyên gia. Đối với khu sân chơi của gà, thu dọn các cành cây khô, san lấp hố trũng. Có biện pháp che chắn cách biệt khu nuôi gà với đồi chè. Chuyên gia Phạm Đức Vũ cùng chương trình sẽ quay trở lại để kiểm tra những công việc này trong những số tiếp theo của khởi nghiệp. Thưa quý vị và bà con, như vậy là sau khi vượt qua những tiêu chí khảo sát trong ngày hôm nay thì ông Bùi Văn Quyền đã trở thành nông hộ tiếp theo được tham gia chương trình khởi nghiệp. Mặc dù còn rất nhiều lỗ hổng trong kiến thức chăn nuôi, tuy nhiên thì với sự quyết tâm, nỗ lực cũng như là bản tính thật thà của ông Quyền cùng sự tư vấn nhiệt tình của chuyên gia thì hy vọng là con đường khởi nghiệp của ông Quyền sắp tới sẽ trở nên thuận lợi hơn.